Các nguồn tin công khai của Ukraina cho biết, một số đơn vị thuộc lữ đoàn 41 của Ukraina đã rời bỏ trận địa của họ ở khu vực Kursk, khiến Ukraina vỡ trận ở mặt trận phía bắc khu vực Kursk. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lữ đoàn bộ binh 41 bỏ chạy, Ukraina vỡ trận ở Kursk. Nga thả 128 quả bom khủng mỗi ngày, Ukraine sắp đứng không vững. Trong cuộc họp khẩn cấp giữa Văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine do Tổng thống Yudetsky và Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Sitsky tổ chức, đã nổ ra tranh cãi gay gắt về lý do khiến quân đội Ukraine để mất ngay càng nhiều vị trí ở khu vực Kursk. Câu hỏi đặt ra là ai là người chịu trách nhiệm trong việc để quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát đầu cầu ở khu vực biên giới quận Galuskovsky và mất lãnh thổ ở khu vực Korenevo, dẫn đến bước tiến đáng kể của quân đội Nga. Một tình huống đang được thảo luận đó là một phần các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 41 của Ukraine trước đây được triển khai đến vùng Kursk đã bỏ trận địa, rút chạy theo nhóm nhỏ về phía nam. Thậm chí một số binh lính của Lữ đoàn còn nhanh chân rút luôn về phía lãnh thổ Ukraine. Nhiệm vụ của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 41 ban đầu là đánh chiếm trung tâm khu vực Korenevo, sau đó tổ chức chiến đấu phòng ngự ở các khu vực Ogoka, phía đông Korenevo. Nhưng Lữ đoàn 41 đã không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này. Bây giờ, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 41 còn bị quy thêm tội là để quân đội Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ và tiến sâu hơn nữa về phía Jeleny, Slia và Novo Vanuka. Và giờ là gần su ra hơn, đẩy quân Ukraine vào thế bị động trên toàn mặt trận Kursk. Đáng chú ý là lữ đoàn 41 tại thời điểm tiến vào khu vực Kursk trong cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine thì có khoảng 3 phần tư quân số của lữ đoàn 41 nhập ngũ trong năm 2024. Họ đều chưa được huấn luyện đầy đủ và có kinh nghiệm chiến đấu. Việc lữ đoàn không giữ được Ogoka có thể được coi là bằng chứng cho thấy binh lính của lữ đoàn thiếu động lực chiến đấu. Trong khi đó, các nguồn tin của Ukraine viết rằng những đơn vị áp chủ bài của quân đội Ukraine tham gia đột phá khu vực biên giới Kursk trong những ngày đầu tiên, hiện đã bị hỏa lực quân Nga đánh cho tan tác. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có tới 20.000 quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu ở mặt trận Kursk. Hiện các đơn vị của Nga đang dồn sức phản công từ nhiều hướng khác nhau ở mặt trận Kursk, tìm kiếm những vị trí mỏng yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Ukraine và đạt được bước đột phá trong các khu vực này, đồng thời tổ chức tấn công đa dạng từ đột phá bằng bộ binh tới sử dụng bom lượn có điều khiển, khiến sức chống đỡ của quân Ukraine giảm sút nhanh chóng. Theo đánh giá chung, quân đội Nga đã giữ lại một số lượng lớn sĩ quan và binh sĩ giàu kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến vì thương vong của họ thấp hơn nhiều so với quân đội Ukraine. Do vậy, khả năng đột phá của họ ngày càng táo bạo và suôn sẻ hơn. Nếu năm 2023, quân Nga thường mất trung bình từ 1 đến 2 tháng mới chiếm được một ngôi làng, nhưng hiện nay, thời gian để quân Nga chiếm được một ngôi làng chỉ trung bình từ 1 đến 2 ngày và có thể chiếm được một thị trấn có dân số hơn 10.000 người chỉ trong vòng một tuần. Còn quân đội Ukraine thì sao? do tỷ lệ thương vong trong chiến đấu quá cao nên phải liên tục thành lập các lữ đoàn mới và phải nhờ các nước NATO như Pháp và Anh huấn luyện. Ví dụ như lữ đoàn Anakiev của quân đội Ukraine đang được huấn luyện toàn diện ở Pháp, không chỉ được cố vấn Pháp huấn luyện, lữ đoàn này sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí của Pháp và sẽ tung vào chiến trường Ukraine trong những ngày tới. Tuy nhiên về việc này, đại tá Alain Covet của quân đội Pháp hiện đã nghỉ hưu thì cho rằng lữ đoàn bộ binh cơ giới số 155 của Ukraine do Pháp thành lập và trang bị vũ khí sẽ sớm bị quân Nga đánh bại. Những lữ đoàn như thế này sẽ không thay đổi được cục diện trên chiến trường. Vị đại tá người Pháp kết luận rằng lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của Ukraine do các cố vấn quân sự người Pháp huấn luyện và trang bị vũ khí của Pháp sẽ không tồn tại được lâu trước quân đội Nga. Vấn đề là Pháp có vũ khí tốt, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy rằng chúng hoàn toàn không phù hợp với những cuộc xung đột có cường độ cao như vậy. Lữ đoàn này sẽ không thay đổi cục diện cuộc xung đột và sẽ bị tiêu diệt bởi pháo binh và sức mạnh của vũ khí Nga. Hơn nữa, trong những trận chiến như vậy, quân đội Nga hoàn toàn chiếm ưu thế trên không. Đó là yếu tố quyết định. Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập 155 của Ukraine được đặt theo tên Anna Kievskaya để vinh danh nữ hoàng Anna Jaroslana của Pháp con gái của hoàng tử Nga Jaroslav Zewis. Tuy nhiên điều này đã vấp phải sự phản đối của công chúng Pháp, vì lúc đó trên thế giới chưa có Ukraine và nữ hoàng Pháp là công chúa Nga. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 155 cũng chỉ mới được thành lập vào đầu năm nay. Ban đầu là lữ đoàn bộ binh nhẹ, nhưng sau đó được cơ giới hóa bằng vũ khí của Pháp, theo một thỏa thuận mà Tổng thống Pháp Macron đã hứa với Tổng thống Ukraine Zelensky lữ đoàn 155 được trang bị bằng vũ khí của chính quyền Pháp tài trợ, gồm 128 xe bọc thép chở quân VAB, 18 pháo tự hành bánh hơi Kesa, 18 xe tăng bánh lốp hạng nhẹ AMX-10RC, 20 xe phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Milan và 10 xe tải quân sự TRM. Trong bối cảnh quân đội Nga tấn công liên tục, Ukraine đang phải gặp rất nhiều thiệt hại, đặc biệt khi đối phương ném hơn 100 quả bom mỗi ngày. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết không quân Nga đã thả 900 quả bom dẫn đường uy lực trong tuần qua, trung bình 128 quả bom mỗi ngày. Mặc dù tầm bắn của những quả bom này ngắn hơn tên lửa, nhưng chúng cũng nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine và sức mạnh của chúng không thua kém gì tên lửa. Một số siêu bom thậm chí còn mạnh hơn cả tên lửa, quan trọng hơn là chi phí thấp hơn rất nhiều. Ông Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine đủ hệ thống phòng không và đạn dược một cách kịp thời. Điều thú vị là trong khi viện trợ phương Tây mà ông Zelensky kêu gọi chưa đến, thì quân đội Nga đã sử dụng viện trợ phương Tây. Theo báo cáo của Washington Post, quân đội Nga hiện đang sử dụng các thiết bị đồ cuối Stalin trên chiến trường và việc này đã diễn ra trên quy mô lớn. Ngay cả các binh sĩ ở tuyến đầu cũng đang sử dụng. Các binh sĩ Ukraine cho rằng một phần thành công nhanh chóng của quân đội Nga trong vài tháng qua, bao gồm cả việc chiếm được Oleda, là nhờ vào khả năng sử dụng thiết bị đồ cuối Stalin. Trong trận chiến giành thành phố này, quân đội Nga đã sử dụng Stalin trên quy mô lớn, giúp họ giải quyết các vấn đề phối hợp tác chiến và thông tin liên lạc tồn tại từ lâu. Điều này đã làm gia tăng đáng kể độ chính xác của hỏa lực chiến thuật của họ. Trong các báo cáo trước đó đã đề cập rằng, khi quân Nga tấn công Olida, họ đã triển khai nhiều trạm quan sát ở tiền tuyến. Một khi phát hiện động thái của quân Ukraine, thông tin về mục tiêu sẽ được truyền tới lực lượng hỏa lực phía sau. Chỉ cần 5-7 phút, hỏa lực của quân đội Nga sẽ bao phủ vị trí của lính Ukraine. Bây giờ nhìn lại, hệ thống trinh sát và tiến công chiến thuật hiệu quả như vậy là nhờ sử dụng Stalin. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, trước khi sử dụng Stalin trên diện rộng, các đơn vị quân đội Nga chủ yếu sử dụng radio và một số công nghệ liên lạc không an toàn để phối hợp. Đặc biệt là khi các binh sĩ Nga ở tiền tuyến truyền thông tin chiến trường cho các chỉ huy hoặc lực lượng hỏa lực ở phía sau, những phương thức lạc hậu này khiến thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác. Điều này dẫn đến việc các chỉ huy không thể nắm bắt tình hình chiến trường thực tế và lực lượng hỏa lực cũng dễ dàng bắn trượt mục tiêu. Quan trọng hơn, radio thường bị quân đội Ukraine chặn hoặc gây nhiễu, khiến họ có thể chuẩn bị trước. Tuy nhiên, với Stalin, quân đội Nga có thể giải quyết tất cả những vấn đề này. Theo báo cáo, máy bay không người lái của Ukraine đã ghi lại rộng rãi số lượng thiết bị đồ cuối Stalin được quân đội Nga sử dụng trên tiền tuyến phía đông nam của Poros kể từ tháng 9. Họ nhận thấy rằng quân đội Nga đang hoạt động trong khu vực có đủ số lượng thiết bị đầu cuối Stalin. Mỗi nhóm chiến thuật đều có thiết bị riêng. Người ta ước tính số lượng thiết bị đầu cuối Stalin hiện có cho quân đội Nga là hàng trăm chứ không phải là hàng chục. Ngay từ đầu năm nay, tờ Wall Street Journal đã đưa tin quân đội Nga có thể sử dụng Stalin. Nhưng Elon Musk đã phủ nhận vấn đề này vào thời điểm đó và nhấn mạnh rằng quân đội Nga không thể sử dụng công nghệ như vậy nhưng giờ đây quân đội nga không những có thể sử dụng được mà thậm chí còn tinh nhuệ hơn quân đội ukraine một trong những lý do lớn khiến quân đội ukraine có thể đối đầu quân đội nga là do có thể sử dụng hệ thống quản lý chiến trường hiện đại tiên tiến của phương tây trên quy mô lớn để tổ chức các hoạt động trinh sát và tác chiến chiến thuật và mạng stalin là cốt lõi của hệ thống này giờ đây quân đội nga có thể dựa vào việc sử dụng thiết bị đầu cuối stalin trên quy mô lớn để làm suy yếu những lợi thế kỹ thuật này của quân đội ukraine Tất nhiên thiết bị đồ cuối Stalin trong tay quân đội Nga không phải do Mỹ trực tiếp cung cấp mà có được thông qua bên thứ ba, thậm chí là bên thứ tư. Do quân đội Nga tiến công rất nhanh theo hướng Poros, một số chuyên gia phương Tây dự đoán rằng sau khi chiếm được Poros, quân đội Nga có thể tiến thẳng về tỉnh Dnipropetrovsk chứ không chỉ dừng lại ở biên giới Donetsk. Nếu lực lượng Nga đủ mạnh, có khả năng họ sẽ phát động một cuộc tấn công trên quy mô lớn ở Dnipro đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại